À, vâng, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến toàn thể các bác. Hôm nay thì một cái video ngắn về cái dòng kéo mà các bác đang rất chi là quan tâm. Thế thì hôm nay em sẽ quay thật gần và chi tiết để các bác cho mình xem được cái video này và sẽ lựa chọn cho mình một cái dụng cụ hay. Sắp sửa Tết đến xuân về, chắc chắn bác nào cũng muốn sử dụng một chiếc kéo hay trong nhà bếp. Thì hôm nay em sẽ có hai mẫu. Một cái bộ này thì nó sẽ có một đôi. Còn cái kéo này thì nó chỉ là kéo đơn thôi nhá. Kéo đơn, các bạn cũng có thể sử dụng thêm một cây cắt nó cũng được. Và hôm nay ở phần cuối video thì em cũng sẽ nói giá luôn. Để các bác mà đang quan tâm tới cái mẫu kéo này thì hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại 0888 636 138 hoặc số điện thoại 0869 054 295. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm bonsai, làm cây cảnh. Thì đây là một chiếc kéo nhà bếp, các bác có thể sử dụng để cắt thịt này, cắt thịt, cắt xương này, cắt rau củ quả này. Đây là dòng kéo Kabushi, dòng kéo lưỡi dài. Tất cả cái lò xo thì đã làm trong hết bên trong rồi nhá, giúp cho chiếc kéo của các bác lúc nào cũng chắc khỏe, sạch. Thì cái chất thép này nó đã là cái chất thép trắng rồi, để chiếc kéo của các bác sẽ không bao giờ bị rỉ nhá. Đây, để chiếc kéo làm trong nhà bếp này, dòng kéo Kabushi này. Đấy, rất chi là hay. Cái mẫu này thì nó sẽ gập chéo ở đây nhá. Khi các bác dùng, các bác sẽ mở ra như thế này này. Cái kéo này thì cái giá của nó rất chi là hợp lý. Em đang gửi từ các bác là 150.000 cái kéo này. Đấy, và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái kéo này nhá, 150.000 là các bác còn thêm 20.000 tiền ship ấy. Cái này. Còn đối với cái này thì nó sẽ là 150.000. Đấy, em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Đây cái kéo này. Nhưng cái kéo này thì hãng của nó sẽ là hãng Made in Japan chữ chìm nhá, chất thép SK5. Đấy. Nó sẽ tùy theo từng bộ, từng sản phẩm nhé. Cái này thì nó giúp các bác để cắt thịt, cắt xương trong nhà bếp này. Từ khi em bán chiếc kéo này mà lúc nào chiếc kéo này nó cũng có một cái công việc rất là quan trọng trong nhà bếp. Giúp các bác cắt rau, củ quả. Ví dụ như các em bé thì các bác có thể sử dụng cắt thịt nhỏ để cho nó dễ dàng hơn. Đấy, đây là chiếc kéo chất thép SK5 nhé, hàng Japan. Và đi cùng cái mẫu kéo này thì nếu như các bác mà muốn thêm một cái cây cắt xương to thì các bác hãy sử dụng nhé. Cái kéo này là kéo đa lăng, các bác vừa có thể cắt cành, vừa có thể sử dụng để cắt xương, cắt thịt thì ok. Đây các bác này. Đấy. Nhưng mà với cái cây này là nó đi theo cái bộ đồ nấu ăn nha các bác nhá. Các bác có thể bỏ ra tỉa cành, tỉa nhánh. Đây là một cái dụng cụ đa lăng. Cái kéo này thì chất thép của nó là chất thép SK5 này, hãng Made in Japan này. Nó sẽ đi theo cái bộ này như thế này. Đấy. Với một cái bộ như thế này thì hiện tại ở thời điểm giá của nó sẽ là 300.000 miễn phí ship trên toàn quốc. Trên hai cây như thế này nhé. Còn các bác mua một cây 150.000 miễn phí ship nha các bác nhé. Đấy. Đây là một bộ đôi này. Thế bác nào mà đang xem video, đang cần tới cái mẫu kìm kéo này, hãy liên hệ trực tiếp tới em nhé. Em sẽ tư vấn các bác cụ thể về tất cả các mẫu cũng như là cái sản phẩm của nhà em. Còn nếu như các bác mà cần cây này với cái cây này cũng ok thôi, rất chi là hay. Còn nếu không, các bác cứ mua một cái một cũng được nhá. Đấy, em nhận gửi từ tận nhà các bác, chỉ cần các bác alo và các bác có thể kết bạn Zalo với em qua hai đầu số điện thoại trên. Em sẽ tư vấn và gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em qua những cái video ngắn như này nhá. Và đây em cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ gửi tới các bác nhiều cái sản phẩm hay của bên cơ sở em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.